Ngon rẻ ha, rất là đông. Chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình nha các bạn. Hôm nay mình đến cái điểm bán xôi ở đường Nguyễn Như Lãm. Đây là một cái địa điểm bán xôi mà phải nói rằng rất là đông vào buổi sáng. Hiện tại thì bây giờ mình đi vào khoảng tầm 8 giờ sáng nên là các bạn cũng biết rằng là giờ này là đa số một số bạn đi làm rồi nên là họ mua rồi lúc sáng sớm là rất là đông luôn, khoảng 6 giờ, nhưng mà 6 giờ mình dậy không nổi. Hôm nay mình đến điểm đây để mình review cho các bạn xem cái điểm bán xôi tại sao ở đây nó đông khách như này. Nhiều khi mình cũng thắc mắc nha các bạn. Ở cái đường mà đường Nguyễn Như Lãm, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú nha các bạn nha. Địa chỉ đó là 32 đường Nguyễn Như Lãm. Thì các bạn tới đây để thưởng thức. Chú mua xôi này lâu chưa? Ở tiệm này là thường xuyên không chú? Thường xuyên hả? À? Thường thường con cũng thắc phóng viên nhưng con cũng thắc mắc là tại sao cái điểm bán xôi này đắt khách. Ngon rẻ. Ngon rẻ ha. À vâng, cảm ơn chú. Ngon mà rẻ. Vâng, các bạn cũng hơi biết rằng đó là một trong những cái câu mà chúng ta đáng để coi cái video này các bạn. Ngon mà rẻ. Thường thì mình hỏi các cô như thế này. Nào chủ bán vé số này các bạn. À chị có thường xuyên mua xôi ở điểm này không chị? Mới mua hả? À sẵn đi đường mua. 3 hộp 21 ngàn là 7 ngàn một hộp. 3 x 7 = 21 y dài luôn á. Hình như là xôi chúng ta thấy có xôi tiếp tế đây các bạn. Chú trong nhà ra không? Đây là tất cả chị nói rằng là tất cả các món này là xôi này đều tự nhà làm, tự tay làm hết các bạn nha. Nên giá nó cũng rẻ các bạn. Bình thường cô bán tới mấy giờ nghỉ không? Dạ. Cái thời điểm đông khách nhất khoảng 6 giờ sáng à? 6 giờ, 7 giờ là phải giờ. Dạ. À. À, như hộp hai loại đó là 10 ngàn, còn hộp cứ thường thường là 7 ngàn thôi. Thấy bình dân không bạn? Người không làm thì làm hết chứ đâu có bán, đâu có kêu ai đâu. Mấy mặt con bán không à. Đây, mình dạng dạng ra để cho cô bán chút xíu nha các bạn, khá là đông khách nha các bạn. Đây món đậu xanh. Đậu xanh gì bán hết nửa xu rồi này các bạn, nửa cái ca này, nửa. Thường thường các ngày trong tuần là người ta mua nhiều hơn phải không cô? Ngày nào cũng vậy hết rồi. Phải không, cô bán hàng vừa vui vẻ vừa trò chuyện nữa các bạn. Nhiều 10 ngàn đậu phộng.
đầy đủ không con? Bây giờ mình cũng thấy khách cũng la rai rồi các bạn. Mình cũng nói với các bạn luôn, cái địa điểm này là ở đường Phú Thọ Hòa các bạn ha. Đường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Bây giờ là khách bây giờ cũng vãng rồi các bạn. Nên là mình cũng... Ôi giời. Phải là cứ người này đi thì người kia tới. Người này đi là người kia tới nha các bạn. Liên tục. Mình cứ nghĩ rằng là khách cô được nghỉ tay để mình tới phỏng vấn vài câu. Nhưng mà không nghỉ tay được luôn các bạn. Thấy không? Đường sô mặn ngày bán được mấy cái theo mà chị? Dạ. Hai cái không? Năm hả? Chị có sô mặn lớn chưa? Em 30 chị ơi. Hả? Thôi bây giờ cũng trễ rồi nha các bạn nha. Rồi mình thôi em chào cô nha, cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn cô. Không, bình thường mà. Không có hiểm, bình thường cô vui vẻ đây điểm bán xôi mà. Các bạn cũng yêu cầu mình là tới review cho các bạn tại sao có một điểm bán xôi cũng cái này là đã từng lên báo rồi. Đây là điểm bán xôi này khá là đắt mà bắt rất là ngon mà rẻ nữa. Đó, mọi người. Dạ, nhiều sâu. Bây giờ chị lại đang thấy lay đây đó, mà nhất là thứ hai là họ đi học thứ ba thứ tư nó nặng quá, thứ bảy thì dễ, thứ nào ngày nào bắt được bán đứa đồ nó đau đau, tại vì bán lâu quá rồi đau đau không tới họ mua. Đúng rồi, có mấy đứa trên hội trên Facebook á, nó chụp tới mình mà cô họ xếp hàng kìa nhiều lắm. Con mới thắc mắc có mọi người kêu thơ mạnh dạng đi review, tới review tại cô đó là ở ngoài miền Trung, mình cứ mạnh dạng mình tới thử hỏi thử coi cô cho quay em. Thường thường đa số những người mà họ buôn bán họ buổi sáng họ không cho quay phim đâu, cái đó nó thật mình cũng biết. Nói chung là trong làm ăn họ có suy nghĩ chút xíu. Nhưng mà bình thường thì không sao. Họ có nhiều người thắc mắc cái chỗ đó, một là rẻ, hai là ngon, chỉ có rẻ và ngon thôi. Rồi nhà làm đó từ mẹ rồi tới con gái rồi tới con dâu luôn, mà tới mai mốt rồi tới cháu nó ra nó bán luôn thì trong nhà hết, nó giảm được chi phí rất là nhiều thứ. Các bạn, thứ nhất là ngon, hồi sáng chú khách hàng cũng nói là ngon. Rẻ là tại sao các bạn cũng biết rồi phải không? Rẻ tại sao đa số trong nhà làm hơn các bạn ha, là cái đồng tiền của chúng ta nó không có xây dòng đi đâu hết, nó không ra ngoài được, nó có một cái hệ sinh thái trong gia đình luôn. Đó, các bạn cũng biết nên là cái hồi sáng mình mua một cái hộp xôi mà 7.000 thì mình cũng khá là bất ngờ. Tại thường thường mình mua cũng chung phải nói gì các bạn, thường thường mua 10.000 đến 12.000. Đó bây giờ thì mình cứ nghĩ rằng là mình kết thúc được cái video, nhưng mà bây giờ khách còn khá là nhiều nè các bạn, thấy không? Đang còn rất là đông. Cô nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 65 tuổi hả? Giờ chuẩn bị truyền nghề cho con gái chứ con dâu đi, mình đi du lịch rồi chứ. Mình đi du lịch đồ về quê, đi Hội An đồ Quảng Nam đồ chơi chứ. Nói đi 10 ngày thôi. Đi chơi
Nhà báo đại đội. Rồi mấy giờ rồi cô, sáng rồi mấy giờ cô bơi cô ra đây? Mấy giờ cô ra đây? 6 giờ là cô có mặt ở đây rồi. Dọn ra rồi à. Hết rồi đấy, các bạn thấy hết rồi không? Mai mốt mấy bạn đừng có yêu cầu mình 6 giờ sáng ra đây nha, nhà mình xa lắm. Nãy hết rồi các bạn. Cô thường xuyên mua xôi ở đây không? Gục đầu hả? À. Cô thường thường thích ăn món gì, xôi gì nhất? Bắp ha, à, dũng dũng con luôn á, con cũng thích ăn bắp nữa. Đậu phộng nữa. Thôi bây giờ mình kết thúc video được rồi nha các bạn nha. Bây giờ các bạn đừng yêu cầu mình quay nữa nha. 10 phút cuộc đời của các bạn rồi. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn sức khỏe cũng như nhớ tới ủng hộ cái chịu khó xếp hàng nha các bạn nha. Chịu khó xếp hàng mà chúng ta chờ đợi à, cứ từ từ. Này hết thì trống lần rồi các bạn. Mà cô bán xôi này ai quên đem tiền là cô cho nợ luôn, bữa sau đưa nha các bạn. Bữa sau. bữa sau cầm thử thách đi các bạn, cầm thử đây, cầm 15-21 ngàn thôi, tới ăn hết tất cả các món xôi. Bữa sau mình thử thách luôn tất cả các món xôi vào chung một hộp. Rồi chào tạm biệt cô nha, bây giờ kết thúc được rồi đó, con đi đã. Dạ. Sợ là quý mấy cũng bắt trước có người xin thôi, cô sợ. Dạ. Các cô bắt trước có người quay cho cô đừng có quay, sợ lắm. À. Cái nào trừ con mới quay đó. Ừ. Họ chụp hình có nghĩa là quay phim cũng ngại lắm thật sự á, có nghĩa rằng nhiều khi mình cái mục đích gì không rõ, tất cả thì họ cũng đều tốt thôi chứ không có gì hết, nhưng mà nhiều khi mình đứng bản thân con cũng vậy thôi, ai quay phim con cũng hỏi ở mùa họ quay có mục đích gì không, sợ. Nhưng mà bình thường đây công việc tốt của mình thì không có sao, mà cái đây là một trong những cái điểm du lịch khách á, khách ở các điểm quê á, họ muốn tìm những ở Sài Gòn nó có gì lạ lạ như đi nhà thờ Đức Bà đâu hay là bình thường rồi. Bây giờ họ muốn thưởng thức những cái kiểu mà lạ lạ Sài Gòn vậy đó. Dạ dạ. Cô cũng giống như ở Sài Gòn mình đi Đà Nẵng thôi. Bắp đâu à? Có bắp vậy ai ăn nhầm. Con lỡ rồi. Đây nó đang con mặn đó. Mà đang giờ qua hết bóp chạp chọc chạp vài rồi dở lỡ làm lên rồi. Bây giờ làm sao đây còn cái chừng này đâu. Ai ăn ai giận bỏ lên. Đây khi các bạn đến Sài Gòn thì các bạn cũng có một cái điểm mà chúng ta gọi là trải nghiệm chút xíu, các bạn đứng xếp hàng rồi chúng ta mua xôi nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình tạm biệt được rồi các bạn, nói nãy giờ rồi cũng tại vì mình muốn luyến tiếc cái video này, rất là nhiều khách rồi, con chào cô nha, chào thiệt luôn á.